áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em đến với video bài học. Thì ngay từ chương trình hóa học lớp 10 thì các em đã biết là nguyên tố hóa học đầu tiên được tìm ra đó chính là nguyên tố phốt pho. Nó được tìm ra vào năm 1669 bởi nhà hóa học là Henry Brent. Tuy nhiên thì việc tìm ra phốt pho thì không được sạch sẽ cho lắm. Đó là cụ Brent thì đã tinh chế một lượng lớn nước tiểu và đã phát hiện ra nguyên tố phốt pho. Vậy phốt pho có những tính chất vật lý, tính chất hóa học như thế nào? Thì buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Và trước khi đi vào tìm hiểu các đề mục có trong bài thì chúng ta ghi nhớ một chút, đó là phốt pho ký hiệu hóa học là P và nguyên tử khối là 31. Phần kiến thức này thì chúng ta đã được học ở chương trình hóa học trung học cơ sở rồi đúng không nhỉ? Sau đây thì mình sẽ đi vào phần kiến thức đầu tiên của bài, đó chính là vị trí và cấu hình electron nguyên tử. Trước tiên là về cấu hình electron nguyên tử phốt pho. Thì ngay từ lớp 10 chúng ta đã biết là phốt pho số hiệu nguyên tử là 15. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có cấu hình electron nguyên tử phốt pho như sau. Cấu hình electron đầy đủ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p3, được chưa? Hay là chúng ta có thể viết thu gọn như sau. Gồm có cấu hình electron của khí hiếm neon và 3s2, 3p3, được chưa? Vậy từ cái cấu hình electron nguyên tử này thì chúng ta dễ dàng xác định được vị trí của phốt pho trong bảng tuần hoàn. Đầu tiên đó là số thứ tự ô, thì phốt pho ở ô bao nhiêu? À, ô thứ 15. Bởi vì mình có là gì? Số thứ tự ô nguyên tố chính là bằng số hiệu nguyên tử và là 15, được chưa? Tiếp này, về chu kỳ. Thì các em lưu ý nhé, ở đây mình thấy rằng là nguyên tử có 3 lớp electron. Vậy thì phốt pho ở chu kỳ 3 do có 3 lớp electron. Bạn nào mà đã quên kiến thức này thì cô sẽ nhắc lại cho các em một chút nhé. Và cuối cùng nó thuộc nhóm nào nhỉ? Đây, nhóm. Nhóm nào? Thì để xác định nhóm nhé, mình sẽ xem là phốt pho thuộc nguyên tố gì. Thì đây electron cuối cùng được điền vào phân lớp P. Vậy nó là nguyên tố P. Do đó nó sẽ thuộc nhóm A. Cụ thể là nhóm mấy A? Thì với nhóm A thì số thứ tự của nhóm chính là bằng số electron lớp ngoài cùng. Vậy đây 5E lớp ngoài cùng, vậy là nhóm 5A. Như vậy là chúng ta đã xác định được cấu hình electron cũng như là vị trí của phốt pho trong bảng tuần hoàn. Và một lưu ý đối với các em đó chính là gì? Phốt pho có hóa trị 3 hoặc là hóa trị 5 ở trong hợp chất nhé. Kiến thức này thì mình đã học ở trung học cơ sở. Tuy nhiên thì hợp chất trong đó phốt pho có hóa trị 5 thì chúng ta gặp nhiều hơn. Vậy phốt pho có những tính chất vật lý như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu. Về tính chất vật lý của phốt pho thì trong sách giáo khoa đã trình bày rất là chi tiết rồi. Các em lưu ý nhé, đó là phốt pho có thể tồn tại ở một số dạng thù hình khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là phốt pho trắng và phốt pho đỏ. Các em cùng quan sát lên trên bảng. Trên bảng là hình ảnh của hai dạng thù hình phốt pho trắng và phốt pho đỏ. Lưu ý với các em đó là phốt pho trắng thì hoạt động hóa học mạnh hơn rất nhiều so với phốt pho đỏ. Ở nhiệt độ khoảng hơn 40 độ C thì phốt pho trắng có thể tự bốc cháy. Do vậy để bảo quản thì người ta ngâm phốt pho trắng vào trong nước nhá. Còn phốt pho đỏ thì bền hơn. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các em hãy đọc các kiến thức liên quan đến tính chất vật lý của phốt pho ở trong sách giáo khoa. Sau đó các em hãy liệt kê các kiến thức đó vào trong bảng sau. Đây nhá, chúng ta sẽ liệt kê về trạng thái, màu sắc, cấu tạo phân tử, tính tan, độc tính, tính bền, tính phát quang của phốt pho trắng và phốt pho đỏ. Vậy thì bây giờ các em hãy tạm dừng video lại, hoàn thiện bảng này. Sau đó mình tiếp tục mở video lên và so sánh với đáp án của cô ở trên bảng nhá. Nào chúng ta cùng đi vào so sánh. Trước tiên là về trạng thái và màu sắc. Thì lưu ý với các em đó là phốt pho trắng
thì là chất rắn trong suốt màu trắng hoặc là hơi vàng, được chưa? Thế còn phospho đỏ thì lưu ý nhá, đây là chất bột màu đỏ nha. Như vậy là trạng thái và màu sắc của chúng là khác nhau. Tiếp đến cấu tạo phân tử. Thì các em để ý này, với phospho trắng thì cấu trúc mạng tinh thể phân tử và phân tử gồm 4 nguyên tử P4, được chưa? Thế nhưng với phospho đỏ thì sao? Thì lưu ý nhá, nó có cấu trúc dạng polymer. Đây, gồm N phân tử P4 liên kết với nhau, được chưa? Tiếp theo là về tính tan. Tính tan của chúng cũng khác nhau đấy. Các em cùng so sánh nhá. Với phospho trắng thì không tan trong nước nhá. Lưu ý là không tan trong nước, nhưng có thể tan được trong một số dung môi hữu cơ. Nhưng phospho đỏ không tan trong các dung môi thông thường nha. Về độc tính và tính bền thì ở trong sách giáo khoa đã trình bày rất là chi tiết, đó là phospho trắng thì rất độc và gây bỏng nặng khi rơi vào da, và đặc biệt là nó không bền. Nhưng phospho đỏ thì không độc và bền ở điều kiện thường nhá. Về tính phát quang thì phospho trắng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối, nhưng phospho đỏ thì không có tính chất này, được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong các tính chất vật lý của hai dạng thù hình là phospho trắng và phospho đỏ. Vậy phospho có những tính chất hóa học như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu ở phần 3 là mã tính chất hóa học. Về tính chất hóa học của phospho thì các em cần phải lưu ý các kiến thức sau. Trước tiên là phần 1 về vị trí của phospho ở trong bảng tuần hoàn. Thì chúng ta đã biết là phospho ở chu kỳ 3 và nhóm 5A. Như vậy nhận xét đầu tiên mà các em phải nắm được thì phospho là phi kim tương đối hoạt động nha. Tiếp theo này, trong hợp chất thì phospho có thể có các số oxy hóa như là -3 hay là -3, -5 nha. Cô sẽ biểu thị nó trên trục số như thế này. Như vậy khi tham gia phản ứng hóa học, nếu như số oxy hóa của phospho mà giảm xuống nha, thì phospho sẽ thể hiện tính gì? Khử tăng O giảm, tính gì? Tính oxy hóa. Thế còn nếu như số oxy hóa của phospho mà tăng lên sau phản ứng hóa học thì phospho sẽ thể hiện tính khử. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xét lần lượt các tính chất này. Trước tiên là về tính oxy hóa của phospho. Thì lưu ý với các em đó là tính oxy hóa của phospho được thể hiện khi phospho tham gia phản ứng với kim loại. Phản ứng cô viết tắt nhé. Và khi phospho phản ứng với kim loại thì sản phẩm thu được là phospho kim loại. Phospho kim loại. Kim loại cô viết tắt. Sau đây thì chúng ta cùng đi viết một số phương trình hóa học để minh họa. Chẳng hạn như là cho kim loại canxi phản ứng với phospho thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm là canxi phospho. Canxi phospho nha. Có công thức hóa học là Ca3P2. Chưa? Như vậy cân bằng ở đây chúng ta sẽ thêm 3 vào canxi và 2 vào phospho nha. Tiếp này lấy thêm ví dụ, chẳng hạn như là cho kẽm phản ứng với phospho thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm là kẽm phospho. Kẽm phospho. Như vậy nó sẽ có công thức hóa học là Zn3P2. Vậy cân bằng phản ứng tương tự như ở phía trên thì cũng là 3 vào kẽm và 2 vào phospho. Và lưu ý với các em đó là kẽm phospho trước đây được sử dụng để làm thuốc chuột. Thuốc chuột. Tuy nhiên là gì, độc tính của nó rất là cao. Nó không chỉ tiêu diệt chuột mà nó còn tiêu diệt các sinh vật có ích khác, như vậy làm ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn. Chính vì lý do đó mà bây giờ người ta không sử dụng kẽm phospho làm thuốc chuột nữa nhá, mà sử dụng các loại thuốc chuột sinh học, được chưa? Có tính chọn lọc cao hơn và an toàn hơn nhá. Như vậy chúng ta cũng xác định số oxy hóa của phospho trước và sau phản ứng này.
Trước phản ứng, phosphor trong đơn chất có số oxy hóa là 0. Sau phản ứng, số oxy hóa của phosphor ở trong phốt phua kim loại là -3. Như vậy một lần nữa khẳng định là gì? Khi phản ứng với kim loại thì phosphor thể hiện tính oxy hóa. Và lưu ý với các em đó là phosphor thì không phản ứng trực tiếp với hydro. Phản ứng cô viết tắt nhé. Phosphor thì không phản ứng trực tiếp với hydro. Còn các hợp chất của phosphor với hydro thì người ta điều chế ra bằng phương pháp gián tiếp nhá. Tiếp theo thì mình cùng xét về tính khử của phosphor. Thì tính khử của phosphor được thể hiện ở khi phosphor tác dụng với phi kim hoạt động hơn. Phi kim hoạt động. Hoạt động hơn nha. Hay nó còn thể hiện khi phosphor tác dụng với hợp chất có tính oxy hóa. Hợp chất có tính oxy hóa mạnh nha. Oxy hóa cô viết tắt. Sau đây chúng ta cùng xét lần lượt. Trước tiên là xét tính khử của phosphor thể hiện tác dụng với phi kim hoạt động. Thì chúng ta hay gặp đó là oxy và clo. Sau đây thì chúng ta sẽ đi viết các phương trình hóa học minh họa. Trước tiên là phosphor tác dụng với oxy. Thì phản ứng hóa học này các em đã được gặp ở chương trình trung học cơ sở rồi. Lưu ý với các em là phosphor tác dụng với oxy nếu như trong điều kiện là dư khí oxy. Thì sản phẩm thu được ở đây chính là phosphor có số oxy hóa cao nhất dương 5 hay là sản phẩm là P2O5. Đây chính là diphosphor pentaoxit. Diphosphor pentaoxit nha. Như vậy cân bằng phản ứng này. Đây có 2 oxy, đây có 5 oxy. Vậy mình sẽ lấy bội chung nhỏ nhất của nó là 10. Vậy 10 chia 2 đây được 5, điền vào đây. 10 chia 5 ở đây được 2, điền vào đây. Vậy chúng ta sẽ thêm 4 vào phosphor, được chưa? Thế còn nếu như trong trường hợp phosphor phản ứng với oxy mà điều kiện là thiếu oxy thì sản phẩm thu được ở đây sẽ là gì? Chính là P2O3 nha. Tức là diphosphor trioxit, được chưa? Như vậy là cách gọi ở phía trên cô đã hướng dẫn rồi, thì ở phía dưới cô sẽ đọc tên thôi, không viết lại nữa nha. Đây là diphosphor trioxit. Vậy cân bằng phản ứng này chúng ta chỉ việc làm sao? Lấy bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 là 6. 6 chia 2 đây được 3. Vậy thêm 3 vào đây. 6 chia 3 được 2, thêm vào đây. Vậy là 4 vào phosphor nha. Đây là cách cân bằng theo phương pháp nhẩm đại số, được chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà dư oxy thì phosphor lên số oxy hóa là dương 5. Nếu mà thiếu oxy thì phosphor lên số oxy hóa là dương 3, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn gặp phản ứng của phosphor với clo. Đây, phosphor phản ứng với clo. Nếu như mà dư clo thì chúng ta sẽ được sản phẩm ở trong đó phosphor có mức số oxy hóa cao nhất là dương 5. Vậy là PCl5. Cân bằng phản ứng thì tương tự, chúng ta sẽ thêm 2 vào đây, 5 vào đây. Và cuối cùng là chúng ta chỉ việc thêm 2 vào phosphor nhá. Thế còn nếu như mà trong điều kiện thiếu clo, đây, cô lại viết tiếp ra nhá. Phosphor phản ứng với clo, nếu như mà điều kiện thiếu clo thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm trong đó phosphor có số oxy hóa là dương 3 nhá. Như vậy là cân bằng phản ứng thì đây chúng ta cũng lấy bội chung nhỏ nhất của 2 và 3, vậy là 6, vậy thêm 3 vào đây, 2 vào đây và 2 vào phosphor. Đấy, các em hình dung ra chưa? Tiếp theo là tính khử của phosphor còn thể hiện khi phosphor tác dụng với các hợp chất có tính oxy hóa mạnh. Và các hợp chất mà chúng ta hay gặp như là kali clorat KClO3 hay là axit nitric. Đấy. Sau đây thì chúng ta sẽ đi viết một số phương trình hóa học để minh họa. Ví dụ như là cho phosphor phản ứng với kali clorat thì sản phẩm thu được ở đây chính là kali clorua và diphosphor pentaoxit.
Và đến này trong sách 6 khoa thì không có nói và cô có cung cấp thêm cho các em nhé. Như vậy cân bằng phản ứng này, tương tự cô cũng sử dụng phương pháp nhẩm đại số. Thế còn nếu như bạn nào không thích nhẩm đại số thì chúng ta có thể cân bằng theo phương pháp thăng bằng E. Thế thì bây giờ học đến lớp 11 rồi thì các em cứ cố gắng làm sao mà cân bằng được nhanh nhất có thể nhá. Vận dụng cái phương pháp nào mà mình cảm thấy mình là thế mạnh để mình cân bằng một cách nhanh nhất có thể. Thế đây cô đếm oxy này, bên này có 3 oxy, bên này có 5 oxy. Vậy cô sẽ lấy bội chung nhỏ nhất của 3 và 5, vậy sẽ là 10 năm, được chưa? Vậy 10 năm chia 3 được 5, cô ghi vào đây. Vậy bên này có 5 kali thì sẽ thêm 5 vào kali clorua bên này, được chưa? Tiếp theo này cô lấy 10 năm chia 5 được 3, vậy cô thêm 3 vào đây. Vậy đếm phốt pho cô thấy rằng là cần thêm 6 vào phốt pho. Lấy thêm một ví dụ đó là cho phốt pho phản ứng với axit nitric đặc. Phản ứng này thì chúng ta đã được gặp ở trong bài axit nitric rồi nhá. Thì sản phẩm phản ứng ở đây chính là H3PO4. Axit đặc đun nóng, vậy sản phẩm khử NO2. Và ngoài ra thì còn có nước ở đây thiếu chỗ, vậy cô sẽ ghi như thế này nhá. Không biết là các em có nhìn rõ không? Rồi, thế thì ở đây nhá, phốt pho này không lên số oxy hóa dương 5, vậy mình sẽ đặt 5 vào sản phẩm khử nhá. Nitơ ở đây là dương 5, nitơ dương 5 xuống nitơ dương 4 nhận vào 1E, vậy đặt 1 vào chất khử. Rồi đếm nitơ cân bằng axit thì thấy rằng là thêm 5 vào axit. Đếm hiro cân bằng nước thì mình thấy là bên này là có 5 hiro, đây có 3 rồi, để 3 cộng 2 ở nước là 5 rồi, vậy không cần phải cân bằng vào nước nữa. Như vậy là vừa rồi thì cô đã hệ thống cho các em các kiến thức có liên quan đến tính chất hóa học của phốt pho. Một lần nữa nhắc lại cho các em nhé, đó là gì? Phốt pho khi tham gia phản ứng hóa học thì nó có thể thể hiện cả tính oxy hóa hoặc là nó thể hiện tính khử. Nó thể hiện tính oxy hóa khi nó phản ứng với kim loại nhá. Thế còn nó thể hiện tính khử khi nó tác dụng với phi kim hoạt động, hoặc là nó tác dụng với các hợp chất có tính oxy hóa mạnh. Và lưu ý với các em là khi tác dụng với các hợp chất có tính oxy hóa mạnh thì phốt pho sẽ lên mức số oxy hóa là dương 5 nhá. Vậy thì phốt pho có những ứng dụng như thế nào? Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi vào tìm hiểu. Tiếp theo là về ứng dụng của phốt pho. Thì phần này trong sách giáo khoa đã trình bày rất là chi tiết rồi. Các em chú ý nắm được như sau. Đó là phần lớn phốt pho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit phosphoric. Sau đó axit phosphoric này lại tiếp tục được dùng để sản xuất ra các muối phốt phát hay là phân bón hóa học, được chưa? Phần còn lại thì được dùng trong sản xuất diêm. Ngoài ra thì phốt pho còn được dùng trong mục đích quân sự như là sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói. Thế các em cùng quan sát lên trên bảng. Trên bảng thì cô có cung cấp cho các em hình ảnh của hộp diêm an toàn thống nhất. Thì giới thiệu thêm với các em đó là ngày xưa thì diêm được làm từ phốt pho trắng nhá. Ngày xưa thì diêm được làm từ phốt pho trắng. Và chỉ cần quẹt vào bề mặt có ma sát là diêm sẽ bốc cháy. Như vậy là tính an toàn của nó không cao, chỉ cần va chạm là nó có thể bốc cháy lên. Chính vì thế mà người ta đã cải tiến, ngày nay người ta đã cải tiến, đó là gì? Sản xuất diêm từ phốt pho đỏ. Đây các em hãy cùng quan sát lên trên hình ảnh hộp diêm. Ở phía cạnh hộp diêm này thì là một được dán bằng một băng giấy có tẩm phốt pho đỏ, được chưa? Tức là cái cạnh này nhá, cạnh hộp diêm là một băng giấy có tẩm phốt pho đỏ, sau đó dán vào cái hộp diêm này, được chưa? Thế còn que diêm, đây que diêm thì làm bằng gỗ, và cái đầu ở trên que diêm này chúng ta thấy có màu hồng hồng đấy, thì đó chính là lưu huỳnh trộn với kali clorat, được chưa? Và để que diêm này cháy được thì chúng ta phải quẹt cái đầu này vào cái cạnh hộp diêm này, được chưa? Như vậy là tính an toàn là cao hơn. Vậy ở trạng thái tự nhiên cũng như là điều chế phốt pho như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Về trạng thái tự nhiên của phốt pho thì các em chú ý lưu ý như sau. Đó là trong tự nhiên thì không gặp phốt pho ở trạng thái tự do nhá. Nhấn mạnh là trong tự nhiên thì không gặp phốt pho ở trạng thái tự nhiên. Và hai khoáng vật chính của phốt pho mà chúng ta hay gặp đó là phosphorit và apatit.
Ở trên bảng thì cô có cung cấp cho các em hình ảnh của hai khoáng vật này. Đây là phosphorit. Thì thành phần chính của quặng phosphorit là canxi phosphat Ca3PO4 tất cả hai lần nhá. Thế còn hình ảnh bên này là hình ảnh khoáng vật apatit với thành phần chính là 3Ca3PO4 tất cả hai lần CaF2, được chưa? Và lưu ý thêm với các em đó là ngoài ra thì phốt pho còn có nhiều trong protein thực vật, trong xương, trong răng, trong bắp thịt hay là trong tế bào não của người và động vật. Chính vì cái lý do này nhá, chính vì cái lý do này mà phốt pho còn được gọi là nguyên tố của sự sống và tư duy. Nguyên tố của sự sống và tư duy. Vậy thì điều chế phốt pho như thế nào thì chúng ta cùng tiếp tục đi vào tìm hiểu ở phần lý thuyết cuối cùng của bài. Về sản xuất phốt pho ở trong công nghiệp thì các em chú ý lưu ý như sau. Đó là trong công nghiệp thì phốt pho được sản xuất bằng cách là nung hỗn hợp quặng phosphorit hoặc là apatit với than cốc và cát trong lò điện ở 1200 độ C. Như vậy chúng ta dễ dàng xác định được nguyên liệu để sản xuất phốt pho thì gồm có quặng phosphorit hoặc apatit, cát và than cốc. Ở trong sách giáo khoa thì không có cung cấp cho các em phương trình hóa học. Thì các em chú ý lên trên bảng, ở đây cô có cung cấp cho các em phương trình phản ứng xảy ra nhá, các em có thể quan sát. Và phốt pho thu được là dưới dạng hơi, và người ta ngưng tụ cái hơi này làm lạnh thì thu được phốt pho trắng ở trạng thái rắn nhá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần lý thuyết về phốt pho ở đây. Sau đây thì cô sẽ cùng các em đi vào làm một bài tập vận dụng nho nhỏ để củng cố lại các kiến thức lý thuyết có liên quan đến phốt pho. Bài tập của chúng ta có nội dung như sau. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau? Ở đây cô có 6 nhận định. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là hãy đọc kỹ 6 nhận định này và chỉ ra xem là nhận định nào đúng, nhận định nào sai. Rồi, chúng ta thử suy nghĩ tìm ra đáp án nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng so sánh với đáp án của cô ở trên bảng này. Một, nhận định đầu tiên, phốt pho ở ô thứ 15, chu kỳ 3 và nhóm 5A. Đúng hay sai? À, đây là một nhận định đúng. Tiếp, nhận định thứ hai, bảo quản phốt pho trắng bằng cách đậy kín trong lọ có không khí. Nhận định này đúng hay sai nhở? À, đây là nhận định sai. Sai ở đâu? Người ta bảo quản phốt pho trắng bằng cách là gì? Ngâm trong nước nhá, chứ không phải là đậy kín trong lọ có không khí. Nhận định 3, phốt pho đỏ hoạt động mạnh hơn phốt pho trắng. Đây là nhận định đúng hay nhận định sai nhở? À, đây lại là một nhận định sai. Bởi vì sao? Phốt pho trắng hoạt động mạnh hơn phốt pho đỏ, chứ không phải là phốt pho đỏ hoạt động mạnh hơn. Tiếp đến nhận định số 4. Trong hợp chất, phốt pho có các số oxy hóa là -3, +3 và -5. Đúng chưa? À, đây lại là một nhận định đúng. Tiếp đến nhận định số 5. Phốt pho thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với oxy. Đúng không nhỉ? Khi tác dụng với oxy, phốt pho thể hiện tính gì? Phải là tính khử. Vậy thì nhận định 5 này sai mất rồi. Nhận định cuối cùng, trong tự nhiên gặp phốt pho tồn tại dạng tự do và dạng hợp chất. Nhận định này đúng không? À, sai mất rồi. Bởi vì trong tự nhiên chúng ta chỉ gặp phốt pho ở dạng gì thôi? Dạng hợp chất thôi. Như vậy là bài tập củng cố này thì cũng đã khép lại video bài học của chúng ta. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.